Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một bài tập dùng Lania và một layout bất kỳ để thiết kế một cái giao diện như thế này. Thì hôm nay ta sẽ nhập vào hai số vào number 1 và number 2, cho ra kết quả ở phần liên xúc bằng một cái bằng ta sẽ thực hiện phép toán là cộng trừ và chia, làm tròn lại hai chữ số thập phân và ra đơn ngẫu nhiên một cái số nằm giữa hai số number 1 và number 2 này. Bây giờ ta sẽ ghi họ tên sinh viên. Rồi đầu tiên thì ta sẽ thiết kế theo kiểu giao diện là như layout. Thì đầu tiên ta sẽ theo vào phần là như layout này, layout 2, layout width. Ta sẽ cho một cái phần đường biên là cách biên là margin là 20 dB cho nó đẹp. Ở đây ta làm một cái đường biên hình màu xanh này. Để làm được cái biên màu xanh này thì ta tạo một cái file XML ở phần ở thư mục drawable. Trong thư mục này ta tạo cái đường viền này bằng cách ta lấy ra set màu nền, ta set màu nền của nó ở trong ta chọn màu trắng, đến đặt cái thuộc tính và độ rộng của đường viền thì chọn những cái màu viền là màu xanh và độ rộng của nó là 3 dB. Phần padding thì nó là khoảng cách trống và làm cách nó cho một đoạn là 10 dB. Còn ở đây có phần radius là khi bó tròn ở bốn góc, nhưng đây ta không bó tròn thì ta không sử dụng đến. Từ ta cũng làm với một cái đường viền cho cái button. Khác là chỗ là ở trong ta làm thì background của nó là màu xanh. Rồi ở đây ta tiếp tục cái hệ vì ở đây ta làm cho nên thì ta sẽ chọn cái orientation là cái vertical thì nó sẽ xếp theo cái định hướng là chiều dọc. Ở đây ta sẽ chọn thêm một thông số nữa là quay sum, nó sẽ bằng 100. Đây mình chưa bật chia bao nhiêu cả thì mình chia rồi thì sau này sẽ dễ chia hơn. Đầu tiên ta phân đến phần edit test để nhập cái số thứ nhất. Đây là phần ID, ta khai báo phần layout 2 layout width. Margin để xác định được vị trí, layout margin left margin top để xác định cái vị trí của cái này, của cái edit test. Ở đây ta chọn layout width của nó là 12. Ở đây ta chọn vừa đủ cái này để có thể sử dụng. Đây ta sử dụng cái thuộc tính hình để mà hiển thị cái chữ. Rồi sau này khi ta nhập số vào đây thì cái chữ number 1 này sẽ mất đi. Text color hình để chọn màu đen. Text size đây là italic, tức là chữ nằm nghiêng. Còn text size của nó là 20 dB. Còn thuộc tính nhập vào ở đây thì nó chỉ nhập vào được là số, nên mình chọn là number, nó chỉ nhập được số thôi. Tương tự với cái edit text view number cho number 2 cũng làm tương tự như vậy. Đến cái phần chữ result và cái ô phần để hiển thị kết quả này thì ta dùng một cái phần zoom edit text thì ta sẽ khai báo cho nó một cái là như layout. Ở đây là quay chọn là 11. Đây thuộc tính orientation nó có chọn là horizontal để nó định hướng theo chiều ngang, bởi vì vì khi mà ta đưa cái test view vào thì nó sẽ nằm ở vị trí phía bên tay trái, sau đó đưa cái edit text sẽ nằm bên tay phải. Ở đây layout quay thì ta chọn là 1, còn cái edit text thì ta sẽ chọn là 3. Đây ta cũng chọn text style của nó là chữ nghiêng. Nó không có chữ, mình chỉ chia thể theo cho nó nhìn cho nó giống với cái hình ban đầu. Tiếp theo ta sẽ đến cái phần ta sẽ layout cho cái nút nhấn. Ở đây có ba cái nút nhấn thì nằm theo hàng ngang thì ta sẽ làm một cái layout cho nó nằm ngang. Ở đây thì ta cho cái layout này có độ layout của nó là 14. Ở trong ta sẽ làm ba cái button. Button thứ nhất là cộng, thì trong cái button cộng này ta sẽ có các cái thuộc tính gồm tương tự như left, main, right. Layout của nó thì cho là 10, nhưng ở đây ta để một phần được, nó sẽ sửa lại thì nó sẽ đi với nhau. Text color, text size. Ở đây ta có cái đường dẫn background, drawable, đường viền button lúc nãy mình đã nói. Tương tự cho về các nút nhấn này sau này. Tiếp theo đến phần nút nhấn gọi là đâm thì mình sẽ làm tương tự. Tương tự giống như cái ba nút nhấn ở trên. Đến phần test view
mình sẽ điền tên của mình vào. Ở đây ta có thể sử dụng các cái thuật toán như padding hay là margin để mà có thể căng chỉnh trừ khoảng cách cho nó dễ nhìn, cho nó đẹp hơn. Để gravity ta sẽ căng cái chỉnh trừ này ra giữa. Rồi ta làm xong phần layout này thì để cho nó có thể nhập vào hai số mà nhận cho ra các cái kết quả như mong muốn, thì ta sẽ qua cái phần main activity chấm cho vào. Ở bên này ta sẽ khai báo các cái test view, edit test, button và một số biến mình sử dụng trong bài. Hiện nay ta xác định lại nó bằng cách dùng cái địa chỉ ID của cái trong cái file của các cái view trong cái XML này. Ta xác định địa chỉ ID của nó gắn cho các cái này, như là test number, button random, button tổng, button hiệu, button thường, hay là các cái edit number 1, number 2 và kết quả. Rồi, đến đây thì ta sẽ ăn xào nó vào đây. Đây là cái chương giống như kiểu dạng cho trên con. Đúng rồi, đầu tiên ta sẽ button tổng, là khi mà ta nhận cái nút tổng thì nó sẽ thực hiện các cái lần ở trong này. Đầu tiên nó sẽ đọc cái đọc đọc cái chuỗi nhập vào từ cái edit test number 1 chuyển sang nó sang dạng string, nó dạng chuỗi, sau đó ra sẽ chuyển nó sang dạng kiểu số, cái pin đang sử dụng lên integer này. Tương tự ta cũng làm với cái edit text number 2, chuyển nó từ dạng chuỗi nhập vào sang dạng số, sau đó ta sẽ bấm cái tổng này, ta lại tổng cho bằng số thứ nhất, bằng số thứ hai. Kết quả hiển thị trong hình, ta sẽ sử dụng lên cái xuất set test string value tổng. Tương tự với cái button hiệu ta cũng làm tương tự như vậy, khác nhau là ta lấy số thứ nhất đi số thứ hai. Đối với button thường thì ta có một lưu ý là ta phải sử dụng lắp xong số, là ta phải làm tròn để hai chỉ số được phân. Như vậy thì trong cái phần mà mình lúc mà mình set test ở trong cái mình sẽ thêm một cái option nữa, đó là value of này không phải là hiệu thường nữa mà là float max row thường nhân trăm chia 100 để có thể làm tròn được hai chỉ số thập phân. Rồi với cái button random thì cũng tương tự, ta cũng lấy chỉ tiêu nhập vào từ cái test number 2, sau đó ta sẽ chuyển sang dạng số, tức là ta sẽ kiểm tra nếu mà cái số thứ nhất nhập vào ở number 1 là con số number 2 thì ta sẽ gắn cái max là số ở number 1 và min là số number 2, và ngược lại. Mục đích điều này để ta tìm cái giá trị lớn nhất trong hai số nhập vào, giá trị nhỏ nhất và lớn nhất để mà ta có thể xác định khi mà ta tính ra đâm ở dưới. Thì để thực hiện tính ra đâm thì ta dùng lên ra đâm bằng nhiêu ra đâm, ta dùng cái công thức này để tính cái giá trị ra đâm cho nó đâm từ khoảng từ min đến max, sau đó ta xuất cái giá trị này ra cái result. Như vậy là xong. Mình sẽ tiến hành chạy trên máy ảo. Ở phần tiếp theo thì mình sẽ làm cũng tương tự như thế này, nhưng mình sẽ làm trên một cái layout khác. Mình sẽ đơn giản hơn. Rồi ạ, vào cái xong vào cái này áo thì mình sẽ nhập thử hai số đi, 12 7 cộng kết quả là 19 trừ cho 5 chia thì nó ra 1,71, và đây ta ra được nó kết quả ra đây là 8 7. Tiếp theo mình sẽ layout nó trên một cái trong một cái layout khác. Mình sẽ dùng constraint layout. Ở constraint layout thì mình chỉ cần việc kéo thả ra
các cái thông số cần. Tương tự như là như layout thì cũng mình cũng có các cái view như vậy, edit text xong các thông số y chang, nhưng mà đây nó có thêm các cái ràng buộc thì khoảng một quan hệ để sẵn để cho nó xác định vị trí. Còn các cái thuộc tính như layout constraint start to start up thì nó bắt đầu từ cái vị trí bắt đầu, xác định cái vị trí của nó. Tương tự với cái cách thứ hai, button text view đây ta cũng làm tương tự, không khác gì cả. Ở trong phần GPT.java thì ta cũng làm tương tự, khai báo tương tự như vậy. Ở đây khác là chỉ việc mà chúng ta layout nó hơi khác một xíu. Rồi mình sẽ thực hiện cái quá trình trên máy áo thử. Được rồi, cái xem mình sẽ nhập thử hai số 45 34 còn gọi là 79 trừ 31 chia ra đây. Rồi bài làm của mình ở đây là hết.